Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời liên quan đến video biểu diễn chồng đầu đi xe máy không đội mũ bảo hiểm của hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Clip quảng cáo chồng đầu dưới thang bằng chạy xe máy của nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trên mạng xã hội không thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Văn hóa Thể thao. Tuy nhiên, trong vai trò quản lý, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp về việc sử dụng hình ảnh chồng đầu đi xe máy không đội mũ bảo hiểm gây ảnh hưởng xấu đến ý thức, việc tuân thủ pháp luật của người dân. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nội dung clip quảng cáo chưa được phát hành nhưng đã lan truyền trên mạng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông cần xác định tài khoản đăng tải lên internet để xem xét xử lý hành vi đăng tải clip có nội dung vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến ý thức, việc tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông. Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải đảm bảo và chịu trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo.